Video này được mang đến cho bạn bởi Content Nhật Minh và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc, học tập, rửa bát. Đây chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin, nên là nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm. Nhắc đến hai cái tên Ghibli Studio và Miyazaki Hayao là nhắc đến thời thanh xuân và tuổi thơ của các 9X và 2K đời đầu, với những thước phim thơ mộng và những câu chuyện yên bình. Tuy nhiên thì trong những bộ phim thiếu nhi tuổi thơ, tình yêu hoa học trò rồi là phiêu lưu ở thế giới kỳ ảo các thứ các kiểu thì vẫn có một con Joker mang tên là Princess Mononoke, hay ở Việt Nam thường gọi là Công Chúa Sói. Một bộ phim được coi là bạo lực nhất của Miyazaki Hayao, nhưng mà vẫn duy trì được sự đỉnh nóc kịch trần của thương hiệu Ghibli khi mà vẫn chễm chệ đạt điểm số 8,3 trên IMDb. Vậy thì điều gì đã tạo nên thành công của Princess Mononoke thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chuyên mục Phê Phim Hóa để cùng mổ xẻ phân tích những bộ phim mà chúng tôi nghĩ là hay. Nếu các bạn muốn chúng tôi phân tích những bộ phim nào tiếp theo, hãy comment bên dưới. Princess Mononoke nói chung là xoay quanh Ashitaka, chàng hoàng tử của ngôi làng Emishi. Vào một ngày đẹp trời thì không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà tà thần lại đến ngôi làng của Men Quậy. Trước tình hình đó thì Ashitaka liền henshin thành John, tay cung tay tên quyết chiến với vị thần tà ác. Kết quả thì ngôi làng được cứu, còn Ashitaka nhận được quyền năng hắc ám. Bên cạnh giá trị tăng sát thương lên kẻ địch thì còn khiến linh hồn Ashitaka bị hủy hoại, và cái kết là một kẻ á quan cùng những anh trai khiêng trọng điệu nhạc chất. Không cho phép bản thân ra đi khi đầu còn xanh, Ashitaka quyết định lên đường dấn thân vào hành trình tâm linh, nơi cậu được gặp gỡ nhiều người, giúp họ tổ va với thần, rồi lại gặp thần, giúp thần tổ va lại với người. Nghe thì khá giống một mớ bong bong, nhưng kết cục vẫn là trở lại với chiến thắng có hậu. Theo quan điểm của tôi thì cốt truyện của Princess Mononoke nhìn chung nó cũng không quá mới mẻ. Motif main vì chính nghĩa quên thân rồi để bị dính phải cái gì đến nguy hiểm đến tính mạng, từ đó mở ra một cuộc hành trình khai phóng bản thân là chủ đề được khai thác rất nhiều rồi, từ cả quá khứ đến hiện tại. Nó kiểu trung bình ý tưởng ấy. Bên cạnh đó thì tại thời điểm Princess Mononoke ra mắt thì những cái tên sừng sỏ khác như là Conan hay Doraemon vẫn đang hoạt động rất mạnh mẽ. Ấy thế mà Princess Mononoke vẫn xuất sắc mang về danh hiệu anime có doanh thu cao nhất Nhật Bản cho tới khi bị vùng đất linh hồn, người em cùng cha cùng mẹ của mình xô đổ. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là nội dung của Princess Mononoke hay ho ở chỗ nào? Thì theo quan điểm của tôi, câu trả lời là yếu tố nhân văn trong những thông điệp mà phim truyền tải. Nếu bạn đã từng xem phim full hay là chỉ xem recap, review hay là bất kỳ bài đánh giá nào về Princess Mononoke thì đều có thể thấy chung một ý kiến về bộ phim này là bảo vệ môi trường. Nhưng mà câu chuyện về một chàng hoàng tử đi hóa giải lời nguyền thì liên quan gì đến bảo vệ thiên nhiên? Để trả lời cho câu hỏi này thì phải xét đến bối cảnh của phim. Princess Mononoke được đặt bối cảnh trong thời kỳ Muromachi của Nhật Bản, tức là khoảng năm 1336 đến năm 1573 sau công nguyên. Thì vào năm 1543, người Bồ Đào Nha đã đổ bộ lên lãnh thổ Nhật Bản thông qua Takenashima phía nam Kyushu, đánh dấu cho lần đầu tiên những người phương Tây đặt chân lên vùng đất này. Như bao nơi khác mà tổ đội mũi lõ này đi qua thì họ mang đến xứ sở mặt trời mọc những công nghệ mới, tối tân, hiện đại, trong đó có cả súng đạn. Với mấy con hàng này trong tay thì con người đã có tư tưởng bành trướng sức mạnh, chinh phục cả thiên nhiên để giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Từ đây thì cuộc chiến giữa loài người và mẹ thiên nhiên bị châm ngòi. Đó có lẽ là lý do chính khiến Miyazaki và Ghibli chọn thời điểm này để kể một câu chuyện mang nặng tính tuyên truyền về bảo vệ môi trường như là Princess Mononoke. Ngay từ khi mở đầu phim thì chúng ta đã được thấy vấn đề của con người với tự nhiên. Một con quái vật to trà bá từ trong rừng lao ra hướng thẳng đến vị trí của làng Emishi. Tình hình lúc này căng đen đẹp, nhưng mà thay vì lên đồ vội mà đối chiến thì Ashitaka dùng biện pháp ngoại giao đầu tiên để trấn an sự giận dữ của con quái. Chỉ đến khi nó chuẩn bị làm tổn hại đến dân làng thì cậu mới thực sự ra tay, kết liễu nó bằng một vài phát bắn. Rõ ràng là Ashitaka đã có thể hạ gục con quái vật một cách rất nhanh chóng. Vậy thì lý do gì đã khiến anh chần chừ? Câu trả lời nằm ở thân phận của con quái vật này. Sau khi bị Ashitaka bắn chết thì những chất dơ bẩn bên ngoài của con quái cũng theo đó mà tan ra để lộ hình hài của một con lợn rừng siêu to khổng lồ. Lúc này thì chúng ta mới biết là sinh vật kia thực chất là một vị thần, nhưng mà sau khi bị những linh hồn oán hận bám vào người đã trở nên biến chất và trở thành một con quái vật thực sự. Điều đáng nói ở đây là những linh hồn oán hận kia từ đâu mà ra? Trước khi hoàn toàn tan biến thì thần lợn rừng có nói rằng tất cả là tại Uchiha. Thực ra là nó nói là hỡi những tên tiện dân bẩn thỉu, các ngươi sẽ thấy được sự hận thù và nỗi đau của ta. Vậy có nghĩa là con người chính là nguyên nhân khiến thần lợn rừng trở nên như vậy. Nhưng mà nhìn vào cách bộ tộc Emishi sinh sống thì họ hoàn toàn hòa mình với thiên nhiên. Vũ khí, vật dụng, nhà cửa, tất cả đều thô sơ và lạc hậu. Không có thứ gì trông giống như là sẽ thả bom bất ngờ vào chân châu cảng cả. Vậy thì hung thủ là ai? Câu trả lời được giải đáp ngay sau đó. Theo lão bà trong làng thì vị thần lợn rừng này đến từ phương Tây xa xôi. Tạm bỏ qua lý do vì sao một con lợn có thể vượt
mặt biển đến Nhật Bản thì chúng ta có thể biết rằng châu Âu là vùng đất phát triển sớm nhất về khoa học kỹ thuật, mà khoa học kỹ thuật thì tất nhiên cũng bao gồm cả vũ khí. Từ trong người thần lợn rừng, lão bà đã lấy ra được một viên đạn. Đây là thứ khiến ngài đau đớn. Từ đây thì chúng ta hiểu được rằng chính viên đạn găm vào thân xác của vị thần kia đã khiến ngài đau đớn đến phẫn uất, tạo điều kiện cho những linh hồn oán hận có dịp làm tổ, biến một vị thần rừng trở thành quái vật. Trong thời gian mà câu chuyện của Princess Mononoke được kể, tức là cuối thời Muromachi, thế giới cũng đang trong thời đại thám hiểm, con người bắt đầu sử dụng thay vì hòa mình với thiên nhiên. Điều này đã gây ra những bất mãn nhất định và hình ảnh vị thần rừng bị nuốt chửng bởi linh hồn oán hận là đại diện cho điều đó. Nhưng mà đây mới chỉ là bản demo cho tố cáo của Miyazaki về những tội ác mà con người đã gây ra với tự nhiên. Mọi thứ chỉ thực sự được đẩy lên cao trào khi mà Ashitaka gặp phu nhân Eboshi tại làng Tatara. Ngay từ cảnh đầu tiên khi ngôi làng xuất hiện, thứ đập vào mắt chúng ta là những cột khói từ các lò rèn. Theo những gì mà người dân ở đây chia sẻ thì công việc chính của họ là sản xuất thép bằng cách khai thác quặng, một công việc mà 99% là không thân thiện với môi trường. Trái ngược với hình ảnh của khu rừng đối diện, khu rừng phía sau ngôi làng Tatara lại không có một bóng cây nào. Dễ nhận thấy là họ đã khai thác đến trụi nơi này và bây giờ thì đã chuẩn bị làm điều đó với khu rừng đối diện. Tôi thì chắc chắn không phải là chuyên gia địa chất học rồi, nhưng mà theo cái ông này thì để được sắt họ cần phải chặt cây, nên chắc đấy là lý do mà họ phá hoại môi trường. Ngôi làng Tatara chính là hình ảnh của con người hiện đại tàn phá thiên nhiên để phục vụ cuộc sống con người, mà trong đó phu nhân Eboshi chính là đại diện. Người phụ nữ này có tham vọng rất lớn, khát khao biến thiên nhiên thành công cụ phục vụ nhân loại, sẵn sàng tổ va luôn với các vị thần cai quản rừng núi để đạt được điều đó. Dù vậy nhưng mà động cơ cũng chỉ là vì những người dân trong làng. Từ góc nhìn của con người, cụ thể là phu nhân Eboshi, thì rừng cũng chỉ là rừng, mạng sống của con người quan trọng hơn. Tuy nhiên thì nếu mà cứ tiếp tục phá hoại môi trường thì sớm muộn con người cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nếu bạn hỏi tôi thế nào là một mối quan hệ toxic thì chắc chắn là mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Trong khi thiên nhiên mang đến cho con người nơi ăn trốn ở để có thể sinh tồn thì con người lại phá hoại thiên nhiên. Con người càng phát triển thì lại càng nghĩ mình thượng đẳng, trong khi các sinh vật khác sống hòa mình với thiên nhiên thì con người lại quyết định tự tạo lập ra một xã hội riêng, phá hoại rừng vàng biển bạc để tăng diện tích sống, cãi nhau trên bàn đàm phán để tạo chiến tranh, làm ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp được xả ra nhiều như số lượng idol debut hàng năm. Con run xéo lắm cũng quằn, khi mà đã bị đẩy đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ thì thiên nhiên sẽ đáp trả dưới hình thức tiêu diệt hàng loạt thông qua thiên tai như sóng thần, động đất. Trong Princess Mononoke thì những thiên tai đã được hiện thực hóa thành một cuộc chiến giữa con người và các vị thần. Thiên nhiên luôn yêu thương con người nên là vị thần rừng Shishigami cũng vậy. Trong Princess Mononoke thì thần đã hai lần cứu mạng Ashitaka. Lần đầu tiên ở đầu phim, khi mà Ashitaka gặp hai người bị thương của làng Tatara, đã cố gắng mang họ trở về, nhưng giữa đường lại bị lạc cộng với đói khát và đường rừng khó đi nên là các giác quan của họ bị sụt giảm. Nhưng mà nhờ có sự giúp đỡ của thần rừng, cụ thể là sau khi uống nước sông, thì Ashitaka đã hồi lại mana, qua đó thành công tìm đường về nhà. Lần thứ hai là sau khi Ashitaka bị bắn trọng thương và được công chúa Mononoke đặt xuống dòng nước. Như vậy thì có thể thấy rằng là thần Shishigami không hề có biểu hiện kỳ thị loài người như thần sói và thần lợn rừng. Ngài chỉ thực sự nổi giận khi bị chặt mất đầu, và sau khi mất kiểm soát thì thứ duy nhất vị thần này mang đến là cái chết. Mặc dù đã được tượng trưng hóa, nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là việc phu nhân Eboshi cho chặt cây phá rừng đã gây ra sạt lở đất, khiến rất nhiều người dân trong làng phải bỏ mạng. Nếu mà không có Ashitaka và Mononoke Hime giúp đỡ thì không chừng phu nhân cũng chết luôn. Nhưng mà kể cả vậy thì sau khi mọi chuyện kết thúc, con người sẽ vẫn lại tiếp tục khai thác để phục vụ cho nhu cầu của mình. Từ xưa đến giờ thì vẫn thế. Nếu mà nhìn vào lịch sử phát triển của nhân loại thì chúng ta có thể thấy cái điều này hết sức rõ ràng. Vì cần nguồn nước để sinh hoạt nên là con người mới xây dựng các làng mạc phố xá ở ven sông. Những nền văn minh đầu tiên tồn tại cũng gắn liền với sông nước. Nhưng mà đồng thời vì sợ hãi thiên nhiên mà con người cũng xây đê đắp đập, tạo ra những công trình kiến trúc ngăn cản sự tấn công của thiên nhiên. Và đó là cuộc chiến giữa con người và thiên nhiên ở ngoài đời thực. Bên cạnh câu chuyện về bảo vệ môi trường thì đạo diễn Miyazaki còn thể hiện tư duy của mình thông qua việc xây dựng các nhân vật nữ, và Princess Mononoke cũng không phải là ngoại lệ. Đạo diễn Miyazaki tiếp tục kể câu chuyện về những người phụ nữ mạnh mẽ, mà cụ thể ở đây là công chúa Mononoke và phu nhân Eboshi. Nói về phu nhân Eboshi trước đi, thì trong khoảng 2/3 phim, nhân vật này thường bị gắn mác phản diện, tại vì ngay từ đầu khi mới xuất hiện thì cô đã cho thấy mình là một người tham vọng. Người phụ nữ này sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích, cho dù có thể tổn thương đến người khác, hoặc đúng hơn là phá hoại môi trường. Cái điều điên rồ nhất mà cô này làm thì có lẽ là hợp tác với khứa này để lộm thủ của thần rừng
Shishigami. Trong khi những người đàn ông đi cùng đều vô cùng sợ hãi thì chỉ có phu nhân Eboshi dám đứng dậy bắn một phát súng hóa kiếp cho vị thần cao quý. Không chỉ trong trận chiến cuối cùng mà cả ở những trận chiến trước đó thì mặc dù đi với rất nhiều đàn ông nhưng mà phu nhân đều là chủ công, đánh bại mọi kẻ ngáng chân mình. Chính cái sự mạnh mẽ đến cố chấp của cô đã tạo nên một hậu quả khó lường. Làng Tatara suýt bị phá hủy và phu nhân Eboshi đã trở thành dương quá bản nữ. Nhưng ở một mặt khác, nhất là đối với những người dân ở làng Tatara thì cô lại là một người cực kỳ tin cậy. Theo những người đàn ông trong làng kể lại thì phu nhân Eboshi chính là người đã xây dựng nên Tatara, tạo ra công ăn việc làm cho mọi người, cứu những cô gái bị bán như nô lệ. Tất cả họ đều làm việc với một gương mặt vui vẻ, dù mệt mỏi nhưng mà vẫn thỏa mãn. Và quan trọng nhất là mấy tên đàn ông này biết mình là ai và ở đâu. Và với những dữ kiện như vậy thì chả có lý do gì để xếp phu nhân Eboshi chung kèo với Sukuna cả. Cô này có thể xấu trong mắt người này nhưng mà lại tốt trong mắt người kia. Thì đây là cái sự đa chiều luôn tồn tại trong hầu hết các nhân vật của Ghibli, trừ những nhân vật không thế. Chúng ta có thể thấy cái điều này trong Princess Mononoke. Nhưng mà so với sự đa chiều trong phu nhân Eboshi thì nhân vật San này lại đơn giản hơn nhiều. Do được nuôi chung với sói từ bé nên là các đặc tính của cô cũng gắn liền với chó, từ cách di chuyển cho đến cách đánh hơi tìm người. Tính cách thì còn dễ hiểu hơn. San không khác gì một đứa trẻ, vui, buồn, tức giận đều thể hiện ra ngoài mặt. Trong lần đầu gặp Ashitaka, dù được thả thính bằng câu huyền thoại là em đẹp lắm mà mới biết ngôn tình hay đăng, thì San vẫn tỏ rõ sự ghét bỏ rồi rời đi ngay lập tức. Nhưng mà vào cuối phim, khi mà đã cùng Ashitaka trải qua nhiều chuyện thì cô mới cảm thấy yêu quý chàng trai này. Kể cả vậy thì San sẽ không vì tình yêu mà quên đi những gì mà con người đã làm với rừng xanh. Cô là con gái của thần sói, công chúa Mononoke và thiên nhiên sẽ không bao giờ tha thứ cho loài người. Cả hai nhân vật nữ là San và Eboshi, mặc dù đã khác nhau về cả ngoại hình và tính cách, nhưng mà có một giao điểm ở hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ và là biểu tượng nữ quyền của Miyazaki. Ngoài hai yếu tố đã liệt kê thì có một yếu tố khác cũng quan trọng không kém, góp phần tạo nên phiên bản Princess Mononoke hoàn chỉnh là những yếu tố văn hóa tâm linh của Nhật Bản được sử dụng trong phim. Ngay từ mở đầu ở phân đoạn làng của Ashitaka bị tấn công bởi tà thần hóa thành từ lợn rừng. Trước khi tà thần tiến vào làng, người gác cổng gọi nó là Tatarigami. Trong tiếng Nhật, từ này ám chỉ những sinh vật siêu nhiên như thần hay linh hồn bị nguyền rủa và gây ra thảm họa cho con người. Trong phim thì vị thần bị nguyền rủa chính là thần Nago, thủ lĩnh của đám lợn rừng đã bị Eboshi dùng súng bắn trọng thương. Vết thương khiến Nago đau đớn và khiến nó trở thành bể chứa oán hận để rồi hóa thành Tatarigami. Nago khi đó bị bao phủ trong một đám trùng màu đen. Theo tôi tìm hiểu thì đây là một dạng tà pháp được gọi là Kodoku. Đây cũng là thứ mà các phù thủy hay sử dụng để hạ độc nạn nhân. Kodoku có thể được tạo ra bằng cách nhốt rất nhiều loại côn trùng cực độc khác nhau vào một cái lọ để chúng giao lưu với nhau cho đến khi chỉ có một con sống sót. Kodoku sẽ được dùng như một lời nguyền đầu độc chủ thể và loại độc này sẽ kiểm soát và giết chết chủ thể đó. Sau khi chủ thể chết thì nó sẽ lại tìm một vật chủ mới, tương tự như cách nó chuyển từ Nago sang Ashitaka khiến anh phải rời khỏi làng. Trên đường đi thì anh đã chạm mặt với anh em nhà Moro, về cơ bản thì là một con sói, nhưng mà không phải là một con sói bình thường mà là sói Nhật Bản giống đã tuyệt chủng vào năm 1905. Trong thần đạo Nhật Bản thì Ogami được xem là sứ giả của các linh hồn, thường bảo vệ dân làng khỏi những động vật hoang dã. Còn đối với San, người được thủ lĩnh Moro nuôi dưỡng từ nhỏ với danh xưng là Mononoke Hime, thì câu chuyện của cô được lấy cảm hứng từ truyền thuyết về những con sói nuôi một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng ở bán đảo Ki. Sau này thì đứa trẻ đó đã lớn lên và trở thành Fujiwara no Hidehira, thủ lĩnh thứ tư của Bắc Fujiwara ở tỉnh Mutsu. Bên cạnh đó thì khi mà Ashitaka và San vào rừng thì họ đều được dẫn dắt bởi những Kodama, là những vị thần trú ngụ trong thân cây. Chúng không liên kết với duy nhất một cây mà có thể tự do di chuyển từ cây này sang cây khác, đi khắp khu rừng để làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ và gìn giữ sự cân bằng của thiên nhiên. Theo quan niệm của người Nhật thời cổ đại thì tiếng cây cổ thụ ngã xuống trong rừng chính là tiếng kêu ai oán của Kodama trú ngụ trong thân cây cổ thụ. Kodama vẫn được thờ phụng như một tín ngưỡng dân gian ở nhiều nơi khác nhau trên Nhật Bản. Trong thần thoại Nhật Bản thì có một loại yokai là Sarugami, nó là kiểu tôn ngộ không phiên bản Nhật ấy, nhưng mà được cho là những linh hồn bị biến chất và trở nên độc ác, sau đó thì làm hại đến con người. Đối chiếu trong Princess Mononoke thì Sarugami có nhiều nét tương đồng với bộ tộc Vượn. Chúng là những sinh vật ôn hòa, tách biệt với loài người và có nhiệm vụ là trồng rừng. Đến khi bị con người chiếm đất sinh sống thì bộ tộc Vượn dần bị biến chất, trở nên hung tợn, đáng sợ hơn. Và cuối cùng là nhân vật có thể coi là tâm điểm của bộ phim với quyền lực tối cao nhất, vị thần rừng, linh hồn của cánh rừng vĩ đại. Trong phim thì nhân vật này xuất hiện dưới hình dạng trái ngược. Ban ngày, ngài là Shishigami với hình dạng trông giống một con hươu. Nói về tạo hình Shishigami thì hươu trong thần đạo được xem là sứ giả của các vị thần ở Nara. Có truyền thuyết cho rằng thần Takemi Kazuchi no Mikoto đến núi Mikasajama bằng cách cưỡi trên lưng một con hươu,
Chính vì thế người dân Nara tôn sùng loài hươu như là sứ giả thiêng liêng của các vị thần, ngự tại đền thờ Kasuga Taisha tại vùng núi đồi xung quanh ngôi đền. Khi màn đêm buông xuống, vị thần rừng sẽ có hình dạng Daidara Bocchi siêu khổng lồ. Theo truyền thuyết thì đây là một yokai hình người khổng lồ, có đôi mắt to tròn, lưỡi dài và làn da đen, lớn đến mức khi mà chuyển động có thể thay đổi hình dạng của trái đất. Chắc là vì lý do này mà nhiều thung lũng và núi đồi ở Nhật Bản được cho là do Daidara Bocchi tạo nên. Bên cạnh những yếu tố về nội dung thì hình ảnh cũng là điều tối quan trọng. Princess Mononoke là bộ phim đầu tiên được ứng dụng CGI của Ghibli. Mặc dù hầu hết các cảnh đều vẽ tay nhưng mà lại được kết hợp với CGI trong mỗi 5 phút với mục đích giúp cho chuyển động được mượt mà hơn. Ví dụ như là trong cảnh này, chuyển động của mạch máu được búp thêm CGI tạo cảm giác chân thật, không cảm giác bị sượng. Mặc dù thế nhưng mà ở một vài phân cảnh khác như là cảnh này hoặc là cảnh này nữa thì nếu để ý kỹ sẽ thấy chuyển động của người tị nạn và con ngựa trông như mô hình 3D. Nhưng mà thôi, dù sao chỉ là tiểu tiết nhỏ nên là sử dụng CGI sẽ tiết kiệm tiền bạc, nhân lực cũng như là cái lưng của animator. Chốt lại, Princess Mononoke là một bộ phim hay, đáng xem, tôi đã xem. Còn bạn thì sao? Bạn đã xem chưa và bạn nghĩ gì về bộ phim này thì hãy comment bên dưới. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.